xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, nga triển khai tên lửa S400 cách biên giới Ukraine 100 km, máy bay do thám của Mỹ áp sát nga, cụ thể ra sao? Trong khi đó, dân quân LPR đã mở một loạt các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào sở chỉ huy chiến trường của quân đội Ukraine. Kiev chính thức tuyên bố tấn công Donbass. ở một diễn biến khác, bất chấp sự mỉa mai của quan chức hay truyền thông Trung Quốc chính quyền ở Đài Bắc vẫn kiên trì cải thiện năng lực phòng vệ, bổ sung thêm khí tài. Mới đây, truyền thông Trung Quốc vừa có bài viết chê bai nỗ lực này của hòn đảo chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Thực hư ra sao? Cuối cùng, phe Thổ Nhĩ Kỳ thực sự trùn bước trong kế hoạch tấn công ở Syria hay không? Tất cả tin nóng quốc tế sáng sẽ được gửi tới quý vị trong video ngay sau đây. Nóng Nga triển khai tên lửa S-400 cách biên giới Ukraine 100 km. Hệ thống phòng không S-400 của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine 100 km, máy bay do thám của Mỹ áp sát Nga. Trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Donbass và mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga, được biết quân đội Nga đã triển khai các hệ thống phòng không tầm xa S-400 áp sát khu vực biên giới Ukraine chỉ cách 100 km. Hình ảnh vệ tinh chụp được vào ngày 13 tháng 11 cho thấy, bức xạ điện tử rất mạnh do các radar trinh sát của hệ thống tên lửa S-400 phát ra, đánh giá khu vực phát ra bức xạ điện tử. Các hệ thống phòng không được triển khai gần khu vực dân cư Tenovoi. Và như vậy, phạm vi bức xạ là khoảng 400 km. Đồng thời, các chuyên gia chú ý đến hướng bức xạ điện tử của radar. Nó không phải là lãnh thổ của Donbass hay các khu vực do Cave kiểm soát, mà chỉ là khu vực biên giới điều này có thể cho thấy rằng nga có ý định che chắn biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ quân đội ukraine. đáng chú ý là việc triển khai các hệ thống phòng không s400 diễn ra sau khi quân đội ukraine bắt đầu liên tục sử dụng uav vũ trang bayraktar tb2 của họ để điều chỉnh cho pháo binh thực hiện các cuộc tấn công ở donbass và tấn công bằng tên lửa trực tiếp vào mục tiêu được biết các tổ hợp S400 không gặp bất kỳ trở ngại nào khi có khả năng phát hiện các UAV TB2 do thổ nhị kỳ sản xuất ở khoảng cách vài trăm km. Rất có thể những thông tin tình báo này sẽ được Nga chuyển trực tiếp cho lực lượng dân quân ly khai để tiến hành phòng tránh, đánh trả loại UAV nguy hiểm này. Còn trong sáng 15 tháng 11, Mỹ tiếp tục tạo ra căng thẳng gần biên giới Nga. Nếu như tuần trước khoảng cách tiếp cận biên giới Nga được đo bằng vài chục km thì sáng ngày 15 tháng 11 một máy bay quân sự của Hải quân Mỹ suýt nữa thì bay vào vùng trời nước này, gần Novorossiysk, cách biên giới không phận Nga chỉ 7 km. Với tốc độ máy bay, chiếc máy bay này sẽ vi phạm không phận Nga trong vòng 30 giây. Hình ảnh cho thấy đường bay của chiếc máy bay tuần thám P8A Poseidon đã thực hiện hành động khiêu khích một cách khá cố ý, nhưng chưa biết liệu máy bay chiến đấu của không quân Nga có xuất kích đánh chặn chiếc P8A của Hải quân Mỹ hay không. Chiếc P-8A đã tiếp cận biên giới cách không phận của Nga ở khoảng cách chỉ 7 km, chắc chắn là một sự leo thang rất nghiêm trọng. Đồng thời, Mỹ và các nước NATO đang làm điều này với mục đích gian đe Nga và đánh lạc hướng tình hình ở Donbass. Một chuyên gia của Nga cho biết Mỹ có thể cho máy bay và tàu chiến của họ hoạt động trong không phận quốc tế, nhưng vì lý do nào đó mà máy bay hoặc tàu của NATO vi phạm biên giới của Nga, quân đội Nga cũng có quyền tấn công những kẻ vi phạm mà không cần cảnh báo. pháo binh ly khai dội bão lửa vào sở chỉ huy quân đội Ukraine. Dân quân LPR đã mở một loạt các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào sở chỉ huy chiến trường của quân đội Ukraine. Kiev chính thức tuyên bố tấn công Donbass. Các đơn vị pháo binh của dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng đã nã pháo đạn cỡ lớn vào vị trí của quân đội Ukraine trong khu vực làng Orekhovov, Donetskoye. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, dân quân LPR đã sử dụng pháo xe kéo 122mm và 152mm bắn cấp tập vào sở chỉ huy dã chiến của quân đội Ukraine và lực lượng quân đội Ukraine chốt giữ tại khu vực biên giới. Toàn bộ hệ thống công sự của quân Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhà báo Ukraine Yuri Putosov đã nói rằng các vị trí đóng quân của Ukraine trong khu vực này đã bị pháo 152mm bắn vào. Ở phía trước, pháo cỡ nào 122mm cũng bắn thẳng vào sở chỉ huy của một đơn vị của ta. Đây không phải là lần đầu tiên pháo binh của dân quân ly khai nã đạn vào vị trí đóng quân của Ukraine. Tất cả các cuộc tấn công đều trúng mục tiêu nhờ sự hiệu chỉnh của máy bay không người lái. Đạn pháo 152mm có trọng lượng đầu đạn 43kg, và điều này có nghĩa là các thỏa thuận mix đã chết, ông cho biết. Ngược lại, các chuyên gia Nga không đồng ý với quan điểm của Butosov khi cho rằng lực lượng dân quân của nước Cộng hòa tự xưng đang thực hiện các cuộc tấn công trả đũa, chứ không phải là chủ động tấn công khiêu khích phía Ukraine. Cuộc tấn công của lực lượng dân quân diễn ra khi lực lượng vũ trang Ukraine chiếm được làng Staromaivka ngày 26 tháng 10 vừa qua và bắt đầu tiến công các vị trí của lực lượng dân quân theo hướng Tamanovo. Việc phá hủy sở chỉ huy của quân đội Ukraine chỉ là một đòn trả đũa của lực lượng dân quân các nước Cộng hòa. Có thể nói đây là cơ hội để nhắc nhở Kiev rằng DPR có đủ pháo để tiêu diệt các đơn vị của Ukraine đang tập trung ở Donbass. Chuyên gia này nhấn mạnh, số liệu về tổn thất của quân đội Ukraine không được đưa ra. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng của dân quân DPR và LPR được tiến hành liên tục buộc quân đội Ukraine phải rút lui. Sau khi tiếp tục gia tăng trong tuần thứ ba liên tiếp các hoạt động quân sự ở Donbass, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến về phía đông để giành lại quyền kiểm soát biên giới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để làm cho Ukraine của chúng tôi tự do và độc lập, và chúng tôi sẽ tiếp cận biên giới của chúng tôi, được công nhận là biên giới quốc tế ở Crimea, Sevastopol và các khu vực Donetsk và Luhansk, ông Renyskov tuyên bố. Trên thực tế, các hành động quân sự hiện tại ở Donbass có liên quan tới ý định chiếm đoạt lãnh thổ của các nước Cộng hòa tự xưng và hành động của quân đội Ukraine sẽ chỉ làm cho tình hình khu vực căng thẳng và nguy cơ bùng phát xung đột như năm 2014. Tàu ngầm và chiến đấu cơ mới của Đài Loan có làm Trung Quốc run sợ Trong cuộc đối đầu không hồi kết ở eo biển, một bước phát triển mới đáng chú ý là Đài Loan ra sức bổ sung thêm tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Tuy vậy, nguồn tin của Trung Quốc vừa có bài viết chê bai nỗ lực này của hòn đảo chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Nguồn tin dẫn lời chuyên gia nói rằng, dù Đài Loan có tự sản xuất hay mua thêm vũ khí, tranh lệch sức mạnh giữa đôi bờ eo biển vẫn là quá lớn. Nếu Đài Bắc muốn dùng vũ lực để kháng cự việc sáp nhập thì sẽ cầm chắc thất bại. Hành trình đó là một ngõ cụt. Nhưng vì sao truyền thông nhà nước của Trung Quốc lại gay gắt như vậy? Đó là do cuối tuần trước, Đài Loan thông báo kế hoạch hạ thủy nguyên mẫu tàu ngầm nội địa đầu tiên vào hôm 16 tháng 11. Hạ thủy là bước đầu tiên của quá trình đóng tàu và sẽ phải tốn thời gian dài trước khi chiến hạm sẵn sàng theo chuyên gia của hoàn cầu cho hay, họ còn nói Đài Loan có năng lực công nghệ hạn chế, trong khi việc mua thiết bị từ Hoa Kỳ sẽ tốn chi phí không hề rẻ. Ngay khi tàu ngầm hoàn thành cũng không sánh được với hạm đội tàu ngầm và công nghệ chống ngầm của Trung Quốc. Wei Dongsu, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nói với nguồn tin rằng, Trung Quốc đã sở hữu năng lượng rất mạnh mẽ về chiến tranh chống ngầm. Hầu hết tàu chiến của nước này đều trang bị hệ thống sonar, trực thăng săn ngầm và thủy lôi. Ngoài ra quân đội Trung Quốc còn có máy bay săn ngầm Y-8 theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Y-8 cũng chính là vị khách không mời, thường xuyên xâm phạm nhất vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường thăm dò hoạt động của tàu ngầm quanh eo biển. Bên cạnh đóng mới tàu ngầm của Hải quân, Đài Loan còn gấp gáp củng cố năng lực của không quân. Lãnh đạo Thái Anh Văn dự kiến vào ngày mai, ngày 18 tháng 11, sẽ đến dự buổi biên chế các máy bay chiến đấu F-16V cho đơn vị ở căn cứ Gia Nghĩa, phía nam hòn đảo là phiên bản nâng cấp của F-16, tiêm kích F-16V có hệ thống radar tiên tiến hơn, tải trọng lớn hơn và tầm bay xa hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Wei từ Bắc Kinh, loại máy bay không tàng hình này sẽ phơi bày điểm yếu khi đối mặt với hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến và các vũ khí diệt tiêm kích của Trung Quốc. Ông Wei nói thêm, bất kể Đài Loan cải tiến như thế nào, sức chiến đấu của phi đội F-16V cũng rất hạn chế. Chúng không thể sánh với tiêm kích tàng hình J-20 hay chiến đấu cơ hạng nặng J-16 của Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự trùn bước trong kế hoạch tấn công ở Syria. Trước những đòn tấn công mạnh mẽ từ bom chân không của Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã bỏ ý định tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ ở Syria. Theo nguồn tin của Syria, những hành động quyết đoán của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria mà Tổng thống Erdogan tuyên bố trước đó đã tiêu tan bởi hàng loạt các cuộc tấn công của máy bay quân sự Nga nhắm vào vị trí của khủng bố. Không lực Nga không chỉ tấn công vào lực lượng khủng bố ở gần vị trí của binh lính Thổ Nhĩ Kỳ, mà theo hãng tin, trong vài ngày trước lực lượng nga đã thực hiện ít nhất bốn cuộc tấn công bằng bom chân không khiến vị trí của các chiến binh và quân khủng bố bị phá hủy quân đội thổ nhĩ kỳ đã ở syria hơn một tháng tuy nhiên ankara không dám tấn công vì sợ quân đội thổ nhĩ kỳ sẽ thiệt hại dưới đòn tấn công của máy bay quân sự nga nếu điều này xảy ra uy tín của tổng thống erdogan sẽ bị ảnh hưởng khi đó nga có quyền hợp pháp để phản ứng mạnh mẽ vì nếu tiến hành tấn công thổ nhĩ kỳ sẽ phá vỡ thỏa thuận với nga về syria Ngoài ra, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cấm chiến binh đến gần các vị trí của họ ở khoảng cách dưới 1 km để tránh các cuộc tấn công nhầm lẫn của máy bay chiến đấu Nga.